một câu hỏi nữa lúc nhỏ con có mối quan hệ với người âm yêu thương và thân thiết tên của con cũng được người âm đặt cho có rất nhiều người âm nhập vào mẹ con trò chuyện với con và gia đình con từ nhỏ đến lớn con rất yêu thương những người âm này và họ cũng không làm hại gì con cả vậy con muốn hỏi con làm bạn với người âm như vậy có làm sao không có ảnh hưởng tới gia đình và những người thân không ạ à câu hỏi này của bạn cũng là độc đáo tức là ý câu hỏi của bạn là đã làm thân làm quen với người âm từ lúc còn nhỏ và người thân này người âm này thông qua ai thông qua mẹ của mình mẹ của mình để kể cái người âm thế này về người âm thế kia và nó có thể nó không hại gì con cả vậy thì theo ý bạn là sao là bây giờ có tiếp tục à, à, làm bạn với người có âm hay không hay có làm sao không có ảnh hưởng tới gia đình thân không ở đây thì chúng tôi chưa kết luận rằng cái người âm mà bạn kết giao từ còn bé thật đây là giả có thể là gì là mẹ bạn có khi nói không nghe nhưng mà có khi nói người âm thì có khi bạn nghe thì sao ở đây chúng ta nên nhớ đây là liệu pháp tâm lý và theo như bạn là người âm không làm gì hại mình cả thì biết đâu cái người âm chính là cái lời của mẹ bạn thì sao nhỉ chúng ta nên nhớ những đứa trẻ con thường là có ghi nhớ rất ở phương tây thôi cái hình ảnh ông già noel ờ, ông già noel giao hẹn là phải học thế này học thế này và ông sẽ có thưởng và đến khi sáng dậy ông già noel à, hoặc là ông biến thành một cái người nào đó hoặc là đêm ông đến mà khi con còn đang ngủ đêm ông đến ông đưa quà vào để dưới gối mở ra đúng như vậy và sướng tất cả cái đấy cũng có khi là trò của người lớn thôi người ta làm như vậy để cho định hướng cho trẻ con, nghĩ đến một cái ông già Noel hay là ông thần linh nào đó. Biết đâu? Thì ở đây tôi không biết tại vì trong cái chi tiết này rất là chú ý là gì? Là thông qua trò chuyện thông qua mẹ của bạn và cái người âm này không bao giờ làm hại bạn cả. Vậy thì cũng có thể biết đâu? Vì bạn lớn rồi tôi mới nói ra biết đâu đấy là cái liệu pháp của mẹ bạn nói rằng có người âm đang và người âm thế này khác thì bạn ấy nghe còn khi mẹ mình nói mình không nghe cũng giống như chúng ta thấy là ông già nỗi ăn vậy thôi đây là một giả thiết chứ tôi không kết luận ngay cho nên là cái việc giả thiết này cái người âm này là nhập qua thông qua người mẹ mình nói cho mình biết thì chúng tôi thấy rằng đây có thể là một liệu pháp của người mẹ dạy cho bạn vì có một chi tiết là người âm không bao giờ làm hại làm xấu gì cho bạn nhưng cũng có thể thông qua cái gọi là người âm này để dạy dỗ bạn định hướng cho bạn để bạn nghe theo vậy thì đúng hay sai chúng ta phải soi xét cái người âm là người bạn từ còn béo thơ luôn luôn đi theo bạn ấy là một hình tượng như thế nào đấy mà mẹ bạn đã xây dựng trong tâm hồn của bạn cái người âm này rất là tốt đi đâu cũng sẽ có người âm bảo trợ đấy là một liệu pháp tốt thôi lành mạnh thôi và bây giờ khi bạn lớn lên thì chính bạn sẽ học được cái liệu pháp giống như là khi lớn lên chúng ta lại có con thì chúng ta lại sinh ra ông già noel đêm qua đến tặng quà cho trẻ con như thế nào vậy thì cái người âm xây dựng hình tượng này có thể là do một người lớn hoặc nào đó họ sẽ làm bằng cách nào đó để định hướng cho trẻ con đấy thì sao đây cũng là một loại tín ngưỡng gieo vào lòng chúng ta mà thôi còn cái người âm thật như thế nào có nhân duyên với mình ra sao thì phải soi họ là ai nam hay nữ họ nợ nần mình hay là họ gì tri ân mình chúng ta phải xem cụ thể thì mới có thể có lời khuyên của bạn được cho nên là làm bạn với người có âm như vậy thì bạn hỏi rằng làm bạn với người có âm có ảnh hưởng đến gia đình và người thân của mình không thì tôi chưa biết rằng cái người có âm ấy là thật hay là giả thì tôi trả lời thế nào được tôi bảo có hay không Thì nếu như tôi bảo là nên làm bạn thì mẹ bạn này cười chúng tôi bảo các ông ở đây các ông vịt biết gì tôi bịa ra người âm thì sao nhưng nếu như mà cái người âm thật thì sao nhỉ? Thì hóa ra chúng ta lại bỏ lọt một cái trường hợp mà đáng ra khảo nghiệm tâm linh rằng cũng có thế giới người âm đi theo người trần để làm bạn và làm việc này việc này việc này. Đây là một trường hợp cá biệt thì sao? Cho nên là có hai giả thiết xảy ra. Nếu như có người âm thật thì người âm ấy là đối tượng gì mà đi theo làm bạn và lại cũng chưa chưa gây ra cái điều gì hại, nhưng biết đâu đến một lúc nào đó, đó nó sẽ gây ra hại thì sao? hoặc là cái người âm ấy có thật hoặc cái người âm ấy không có thật mà là liệu pháp để giáo dục cho con người ta bằng tín ngưỡng thì sao vậy hai giả thiết này luôn luôn xảy ra trong câu hỏi của bạn và hiện nay chúng tôi không dám kết luận ở mảng nào nếu như bạn phải đến tận cơ quan chúng tôi để soi xem cái người âm ấy có thật hay không có thật và khi không có thật thì chúng ta ứng phó đó cũng dễ nhưng nếu có thật thì chúng ta ứng phó tùy theo cái người âm ấy, đối tượng là như thế nào, chúng ta có biện pháp. Mình cảm ơn bạn. Thưa chương trình, cho em hỏi, liệu có cách nào giao lưu với cõi âm mà không cần thông qua hương khói hoặc hồn nhập xác không ạ? Nếu có chương trình ngoại cảm ở Mỹ, người ta thực sự có thể giao lưu với thế giới siêu hình ạ? Vâng. Cảm ơn bạn. Ở đây thì chúng tôi ở đây các chương trình ngoại cảm đâu hương khói chỉ là một vấn đề thôi. Không cứ thắp hương khói đâu. Mà thường các nhà ngoại cảm đến uh, ví dụ như các nhà ngoại cảm ở đây không phải là đến là cứ thắp hương. Thắp hương chỉ là gì? Thắp hương khói cũng chỉ là một cái trợ duyên này hình tướng thôi để cho chúng ta thắp hương cho nó trang nghiêm thanh tịnh bởi vì khi chúng ta thắp hương là chúng ta chú vào lúc ấy thắp hương là cái hình tướng của cái hương nó làm cho tâm mình tĩnh lại và mình đang nghĩ là đang giao lưu với thế giới tâm linh còn có người không có hương nhưng người ta vẫn nghĩ cũng được đó, ví dụ như là à, chúng ta à, chúng ta đang à, chơi bời ngoài sân bây giờ nghe tiếng tùng 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 thế là vào học Thế tự nhiên mình bỏ đồ chơi rồi vậy thì cái tâm chúng ta đang loạn động mà bây giờ thắp nén hương là mình phải trú vào cái hương à bây giờ khấn 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 tức là như vậy chúng ta đã định tâm như vậy cái hương ấy gọi là tướng hương giúp chúng ta định tâm là thắp lên tâm hương mà thôi có người không thắp hương nhưng mà chúng ta vẫn dùng tâm hương thắp lên được à, vậy thì ở đây tìm mộ liệt sĩ hoặc là các nhà ngoại cảm không trụ vào việc thắp hương không trụ vào việc thắp hương chỉ về sắp hương để giúp chúng ta trụ tâm Còn nhiều trường hợp ngoại cảm giảm Đòi hỏi về thắp hương, đòi hỏi về cúng kiếng Thậm chí có những anh phải mua cái lễ này, lễ khác Mà mua là không đủ, không thanh tịnh Không đủ tốt lễ thì ngoại cảm các cụ giận thế này khác Đấy trên là cái bài Ê, Lễ thế này không tốt đó kia là cái bài Không phải thế Đối với tâm linh Ví dụ như đây tôi nói cái điện thoại này nếu như giao lưu tốt thì điều kiện của nó phải, phải có sóng à, phải có sóng thứ hai là đây cái pin tốt đấy nhà mạng nó phải làm cho mình cái pin tốt thì nói được chứ không cần gì một cái hình thức khác vậy thì đối với tâm linh cũng vậy chúng ta thắp lên cái tâm của mình là thôi ngoại cảm nó không cần gì cứ phải thắp hương thì nếu mà cứ phải thắp hương thì ông làm hương ông thắp đến cả tề, cả bằng cái ống rơm cho nên bạn nói là không cần hương khói nhập hồn nhập hồn cũng không cần cho nên nhiều những người mà bị đi qua cái trang viết là không cần chủ ưa trương đâu không cần thắp hương mà ma hồn nó vẫn nhập rồi nó vào nó làm điên hết ngay cho nên nhập thương khói chỉ là một điều kiện thôi để giúp mình trụ tâm mình tướng thôi còn ngoại cảm không cần thắp hương không cần thắp hương nhưng vì nếu không phải có hương thì tâm hồn ông loạn động và ông không chú tâm vào thứ hai là nhiều nhà ngoại cảm dởm là chính cho nên đòi hỏi ông phải nghi thức thắp hương. mà khi thức ý thức thắp hương ông phải cúng khấn ông phải để lễ lạc thì mới được chứ ví dụ như một số ông uh, thầy uh, rút uh, sai khớp xương này ông giật một cái là khỏi nhưng mà giật một cái ông lấy mấy trăm nghìn được không? Không được. cho nên ông phải là giật xong dán cái cao đen 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 nó dán cái cao xong rồi cho khăn buộc vào đây giữ một tuần nhá. vậy lại cho ít thuốc cao. thế bây giờ giật một cái ông lấy mấy trăm nghìn sao không cần. nhưng mà cái cao này này rồi là cái, cái này chế tạo cái cái cái, cái 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 đó là một cái vừa có tác dụng khi mới rút uh, nắn xương cho ông phải giữ trong một thời gian để ổn định. đấy là cái lý do thứ nhất ông phải bó xong nó giữ này thế này cho nó ổn định lý do đấy là lý do 50% phần trăm còn lý do thứ hai là gì là phải có cái cao phải có tiền chứ bây giờ tôi giật cái đấy ông mấy năm trăm nghìn được không không được cho nên đấy là một cái lý do thì nhiều vị ngoại cảm cũng phải bày ra cái tướng nọ tướng kia mình lễ lạt cho nó thật xanh tịnh rồi là lễ lạt cho nó nhiều tốt đễ thì dễ kêu này khác thì những cái nhà ngoại cảm đấy là những cái nhà ngoại cảm dởm ấy tâm linh giảm thì sống bằng cái trò đấy mà thôi chứ còn nhà ngoại cảm chân chính thậm chí không cần hay có nhiều nhà ngoại cảm đi qua chỗ này gặp cái cái linh hồn hoặc cái xương họ đến nó hỏi cô ơi chị ơi hẹn anh ơi giúp tôi hay là cô nam nghĩa cô ấy vào rừng cô ấy đi qua tới mấy ông liệt sĩ nhìn thấy ngay cái nhà ngoại cảm đi đâu nhìn thấy nhưng mình, mình gặp người nước ngoài ấy mà thì có cần gì thắp hương đâu cho nên là việc giao lưu với cõi âm không phải là hương khói chúng tôi ở đây cái đợt mà giao lưu với âm các gia đình đến đây ngồi chỉ cần ngồi trang ngồi trang nghiêm thanh tịnh và niệm trong đầu là xin mời giao lưu không phải các gia đình không phải thắp hương ở đây chúng tôi có gia đình lúc ấy vì có mấy chục gia đình hàng trăm người ngồi trong một không gian trong phòng này mà thắp hương lên đó, thì khói mù mịt thì bắt đầu nó sặc sụa lên ai, ai mà ấy được ai mà chịu được cho nên chúng tôi có những hôm giao lưu với thế giới âm có hàng mấy chục gia đình Mỗi gia đình 5 người thì phải nói một vài trăm người ở trong một căn phòng Không hề thắp hương Nếu thắp hương thì là tự nhiên bị uh, ô nhiễm về khói Cho nên là bạn hỏi là thông qua hương khói nhập hồn ra không? Không phải thắp hương Thắp hương chỉ là khi chúng ta mới vào là chúng ta cung kính để thắp hương để chúng ta à, thể hiện cái lòng khiêm tốn kính cẩn mà thôi còn có người mà người ta đã quen cái đấy rồi người ta đến không thắp hương người ta cũng kính cẩn kính cẩn thì người ta coi như thắp hương lòng lên là được rồi đấy, thế thì cảm ơn bạn đã có những cái để chúng tôi giải thích chương trình chúng tôi ngoại cảm cũng như giao lưu à, áp phong không cần thắp hương không cần thắp hương Đấy, ở mọi nơi mọi lúc Thắp hương chỉ là cái hình tướng để giúp cho chúng ta trụ tâm trang nghiêm thanh tịnh mà thôi. Cảm ơn bạn. Hết rồi đấy. Vâng. Cái câu hỏi này thì nhiều bạn hỏi. À, hỏi câu này. Thưa tiến sĩ và chương trình, bình thường sau khi cúng lễ thì mình hay thụ lộc bây giờ có một số người nói với con rằng là cái lễ đấy mình đã dâng cho tam bảo rồi dâng cho chúng sinh rồi thì bây giờ mình lại thụ lộc hưởng lễ đấy thì không đúng pháp lắm vậy con nên làm thế nào và xin giải thích cho con hiểu con xin cảm ơn chương trình à đây cũng là câu hỏi thú vị và gặp nhiều đấy cho các vị đi tu theo cái phương pháp và tu Phật và đi cúng. Tức là tóm lại ý của bạn này hỏi tóm lại cho mọi người hiểu ý câu câu hỏi là khi cái lễ ông cúng lên rồi cúng cho Phật thì cúng cho chúng sinh mọi người thì nếu như mình thụ hưởng cái đấy thì nó không đúng pháp. Bây giờ xử gì ta? Vậy theo các bạn bây giờ nếu như mình không thụ hưởng thì người khác thụ hưởng cũng thế thì làm sao vậy chẳng nhẽ cứ cúng xong cứ thế đi thế bây giờ chúng ta phải có một cái à, suy nghĩ một cách uh, minh triết về hiện tượng này cúng là như nào Đấy. thì chúng ta phải hiểu bản chất chúng ta khi dân cúng nó mang cái ý nghĩa tâm linh ở trong đó Đấy. thì với một cái vật lễ chúng mình dân rồi trước tôi nói về cái vật lễ mình dân rồi sau đó mình xin thụ lộc hoặc tặng cái cái lễ đấy cho ai mình dùng cũng được hoặc mình tặng cho ai thì không 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 ảnh hưởng gì tức là không có xấu nếu như khi mình cúng mình không nguyện những cái cái điều nợ nần vào trong đồ cúng đó mục đích cúng của mình là gì mục đích cúng đúng trách pháp chứ nếu mình cúng mà không đúng trách pháp thì cái đồ cúng của mình cũng trở thành chất độc rất hại đấy cái đồ cúng đấy chỉ mưu cầu cái vụ lợi cho mình chẳng khác gì cái đồ chúng ta đi biếu cái quan hối lộ tham nhũng thôi nếu như tôi yêu quý ai tôi mến ai tôi tặng cho cái này cái thuốc này uống khỏi nhưng đằng sau cái việc biếu sẽ này là việc đề nghị ông làm cho tôi một việc a b giống như tôi biếu ông mấy triệu đô, biếu cái ông bộ trưởng bộ à, y tế xong là làm cái tít kép ấy, à, cái à, cái kit ấy để test covid ấy, là hại cho bao nhiêu người, đó. Thì cái cúng ý, biếu mấy triệu đô ấy, nhưng đằng sau cái hậu quả của nó khủng khiếp như thế nào, đó. Vậy thì khi chúng ta cúng biếu mà để cúng biếu ý phục vụ cho cái nguyện vọng gì nếu như khi chúng ta cúng biếu cái đồ đấy kèm theo những cái điều mà xấu xa như bị hối lộ cái quan tham nhũng thì dùng cái đồ anh nào dùng cái đồ biếu đấy đều tai hại cả kể cả cái quan tham nhũng vừa rồi y tế đấy được bao nhiêu tiền thì bây giờ nhận cái hậu quả đắng luôn cho nên khi cái chúng ta cúng, cái đồ chúng ta cúng là đồ cúng vụ lợi cho mình, cúng cái ý đồ bất chính thì cái đồ cúng ý cho mình hưởng sau này hoặc ai hưởng cái đấy đều coi như có hại cả, ai hưởng cũng vậy thôi, Đó, vì cái chúng ta nguyện những điều xấu vào trong cái miếng ấy rồi. Còn nếu chúng đồ cúng của chúng ta không giao khoán như cái lộ vậy mà chúng ta chỉ dâng cúng kèm theo những sự thanh tịnh và cầu nguyện sự an lành thì cái miếng ăn cúng đấy cái đồ cúng ấy, trở thành an lành người ta đã có những thí nghiệm như vậy à, người ta cúng như thế này à, cái thứ hai cái thí nghiệm người ta đã làm là ta tập trung một cái nhóm hơn chục người và cúng nguyện vào một cái à, một cái cốc nước và suốt khoảng tiếng đồng hồ người ta nguyện những điều an lành vào trong cái cốc nước xong người ta mới đem tinh thể hóa cái đấy thì bắt đầu tinh thể đấy nó lại kết tinh thành một bông hoa sen còn cùng một cốc nước tương đương người ta lại tập trung vào nhóm khác ta vào đấy người ta chửi vả người ta nói những câu tục hữu xấu xa sau thời gian như nhau vậy người ta lại tinh thể hóa thì cái tinh thể nó kết tinh thành cái hình mặt ma quỷ dùng dợ lắm tiến tới một cái khác nữa là một cái một cái uh, cái bát cơm người ta cũng cùng một cái nhóm đến cầu nguyện và nguyện những điều an lành vào trong cái bát cơm đấy và người ta đưa vào cất vào một cái chỗ một cái nhóm khác lại cái điều số xa nguyện vào nhìn vào bát cơm nguyện thì sau một tuần đưa ra thì cái bát cơm này cũng nó không được còn như nguyên mà nó vẫn à, trở thành nó có nên men nhưng mà nó ra cái mùi thơm bốc lên như là cái giống nhưng mà nó có mùi rất là thơm nó biến hóa thành mùi như rượu rượu à, thơm còn cái kia nó cũng biến hóa thành mùi tanh tưởi kinh khủng cái nhóm nhóm nói những điều xấu như vậy để biến thành cái sự tanh tưởi vậy thì khi chúng ta cúng một chúng ta dâng cúng cũng vậy ta dâng cúng những để đồ lễ thì ta dâng lên cái chư phật chư thánh khi gia tiên chúng ta nguyện những điều an lành thôi chúng ta không giao khoán mà ta nguyện hiến dâng những công đức tốt đẹp vào cái thức dân cúng đấy thì cái đồ cúng ấy là đồ cúng kèm theo cái sự an lành còn nếu như khi ta dâng cúng, con dâng cúng cái này, xin cho con đi một về 10 đi tươi về tốt đi một đi à, làm ăn nên làm ra à, à, vợ đẹp con khôn đi, đi vân vân vân, tọa, xin toàn những thứ đấy đi, thì có nghĩa là khi chúng ta cúng xong những đồ cúng ấy của chúng ta trở thành gì? cái đồ tham nhũng và ai nhận cái đấy là nhận nợ rồi. Đó. cho nên người ta mới nói là của bụt mất bột đến 10 bụt vẫn còn cười, bụt chẳng nhận cho. Vậy nếu như cái hiểu nghĩa đen thì có nghĩa là ông Bụt ông ấy là người cho vay nặng lãi à? à? Không phải. Mà chẳng qua của Bụt ấy, hay cả ở chùa triển ấy có phải là Bụt làm cái đấy đâu. Mà chẳng qua chúng sinh cúng vào những đồ vào chùa, vào triển, vào nhà thờ, vào đình ấy. Là do những người người ta công đức người ta cúng. Và đấy. Chứ không phải tự nhiên mọc lên cái đồ cúng ở cái đình chùa. Cái đình chùa do chúng sinh người ta cúng. Người ta xây dựng đình chùa miếu mạo chứ. Nhưng khi người ta cúng là người ta đã hy vọng rồi. À, cái con hy vọng con làm công đức cái này thì các ngài phù hộ cho con nhá, đi một về mười nhá, đi tươi về tốt và đẹp con tức là đã, đã nguyện đánh đổi vào đấy rồi. Nhưng anh nào nhận cái đấy, tức là anh đã nhận nợ rồi. Cho nên rất nhiều hôm nay chúng tôi soi nhiều gia đình đến đây soi và sau khi các nhà cảm soi thì mới biết và lúc cái gia đình phải thừa nhận rằng là đến đình chùa ăn trộm cả cái tảng đá à, ở cột đình rồi là ăn trộm cả cái câu đối ở tình chùa mang về tức là cái gì cái đấy đúng là mất một đến 10 đấy còn hơn cả 10 ấy lãi mẹ đẻ lại con vậy thì khi người ta dâng cúng cái đấy người ta đang nguyền giao khoán vào đấy rồi vậy thì nếu như chúng ta cúng phật cúng ông bà tổ tiên mà ta kèm theo cái câu mà phải đi một về 10 phải đi tươi về tốt phải thế này khác ăn vào sao cũng bị đau bụng người nào đi ăn những cái cúng đồ cúng đấy về sao cũng đầy bụng vì coi anh mình nhận nợ nhận nợ cho nên là thường là một tôi biết một số chùa ông sư ấy, nọ kia cúng đồ cúng trúc sinh cũng không dám ăn vì ông biết rằng gì ngay cả ông ông dạy cho người ta cúng thì dạy cho các cái kia, kia phát nguyện cúng cái này rồi là lấy công đức nhá rồi là được tiến chủ sẽ được cái này được cái kia thế là ông nào cũng tớn lên là khấn đủ các thứ được cúng một tí thôi mà ông xin là hàng trăm hàng nghìn bản thân tôi ngày xưa đi ý, kinh doanh cũng phải cúng một tí mà cúng một đồng đấy mà có xin cả hàng trăm triệu cả cái nhà xây nhà mười tầng như vậy thì cái việc cúng đấy các ông sư ở trong chùa cho cúng chúng sinh cúng đấy câu không ăn đâu bởi vì chính ông dạy cho người ta cúng như vậy là cúng nợ cúng rồi thì chúng ta cúng nếu như các bài cúng đấy mà chúng ta duy trì tại cúng ở gia tiên cúng ở nhà cúng ở chùa mà chúng ta vẫn duy trì cái cúng như vậy cúng xong để xin thì cái đồ ăn đấy không 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 lành mạnh ăn ở đấy cũng là mệt mỏi lắm đấy rồi có khi đau bụng đấy cho nên là khi mọi người tại sao cứ đến thích ăn cỗ chay của chúng tôi cúng toàn bộ những người cúng ở đây bao nhiêu um, chục mâm cỗ chay cúng nhưng không có một lời nguyện gì là lời nguyện vụ lợi cả nhưng mà toàn bộ pháp hội tôi cúng toàn những điều an lành ở trong cái đồ cúng cho nên khi nào mình Họ ai hưởng cũng được nhưng kèm theo những cầu nguyện an lành trong cái đồ cúng ấy rồi thì kể cả ông bà cha mẹ chúng ta được hưởng hoặc bất kỳ cúng xong những người thụ hưởng cái lộc đó họ cũng kèm theo cái sự an lành giống như là ông thầy khám bệnh xong ông cắt thuốc thì cái thuốc ấy đã bắt đầu chữa bệnh rồi đó, đó. vậy thì khi chúng ta cúng chúng ta đã phải trang nghiêm thanh tịnh không cúng những đồ độc hại và không rơi vào tà đạo mê tín dị đoan và tuyệt đối không nên giao khoán vào cái đồ cúng khiến cho cái người âm và người dương hưởng cái đồ cúng đó buộc lòng phải nhận nợ với người cúng thì chúng ta những cái đồ cúng đấy chúng ta không nên dùng còn nếu như chúng ta cúng với cái tâm trang nghiêm thanh tịnh và nguyện những điều tốt lành nguyện những điều phúc đức thì ai dùng cũng được ta dùng cũng được vì ta dùng ta cũng chẳng nhận nợ và cái người được chúng ta biếu dùng đấy nhá tôi chỉ biếu bác như cái này không không phải xin sỏ gì đâu nhá biếu cái này thôi chứ còn thế ông có cần xin gì mà không không tôi, tôi kính quý bác tôi cúng thôi thì tôi tán lộc tôi chứ tôi, 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 tôi không phải xin Và bác nhớ cái mặt tôi hôm nay biếu bác cái này ngày mai tôi xin Mà cứ quyết định bác phải ký cho tôi không có chuyện đó hai cái đấy chúng tôi cũng nếu như chúng ta cúng tâm linh không có kèm theo điều gì thì mình dùng cũng được ai dùng cũng được và không có sao và chúng ta nhân rộng những cái lòng nhân ái ra chúng sinh cho nên tôi nói thật với các quý vị cơ quan tôi đã cúng các cái quyền này xong xong là chúng tôi biết xem là cô cũng mình nói làm cái bài cúng vậy đúng hay sai đấy chứ trong tất cả thằng bao nhiêu chục gia đình đến mời vòng lên nhập vào con cháu nói chuyện các cụ về bảo lần sau cứ cúng ra cái bài này chứ bây giờ cái cúng cái sách ngoài kia chưa thắp hương lên chúng mày đã xin xin mỏi cả cả mồm lần nào về cũng xin chứ chết còn cái gì là xin nữa trước khi mà tao chết thì bao nhiêu thứ để lại hết cho bọn bay rồi thậm chí có bà ấy bà mà có cái khuyên tai cũng mày cũng lột hết thì lấy đâu mà giờ còn xin xin xin, xin cái gì xin mãi thế cả dòng họ nhà mình biến thành kẻ ăn xin à thế cuối cùng cứ cái quệ này cũng là gì con cháu phát nguyện làm điều tốt điều lành như gieo cái nhân lành ra là bốn phương thì kể cả người nào dùng cái đồ cúng của chúng ta không có sao cả chúng ta cúng phật chúng ta thụ hưởng hoặc chúng ta cúng cái người khác cũng vậy cúng cho gia tiên cũng vậy không có vấn đề gì thì ở đây tóm lại là cái việc cúng đồ cúng nếu như chúng ta cúng đúng thì cái đồ cúng ấy có tác dụng gieo mầm những hạt nhân đức còn đồ cúng đấy không đúng tránh pháp thì đồ cúng đấy cũng kèm theo cái bệnh Bệnh đấy thì có thể là tham sân si hoặc bệnh nợ nần phiền não đi kể theo. Đấy, cảm ơn bạn đã có những câu hỏi để chúng ta cùng chia sẻ. Nhưng đây là một ý kiến của chúng tôi thôi. Cảm ơn bạn. Một bạn nói là một bạn nói chương trình cho em hỏi mẹ em mới mất, em rất hay mơ thấy mẹ về đứng ngoài cửa và khóc có phải do em quá nhớ thương nên mẹ không siêu thoát được không ạ à? như vậy có phải là dấu hiệu tâm linh không không tốt không ạ à? mong chương trình giải đáp giúp em cảm ơn à vâng thường là những người có người thân mới mất tay xảy ra cái trường hợp này lắm thì chúng tôi nó bảo không cũng không phải mà có cũng không phải vì đây nghe cái lời này mà bạn hỏi thôi chứ còn nhiều trường hợp chúng tôi giải quyết cái này bao giờ cũng phải cụ thể bao giờ cũng phải soi hẳn tâm linh vì sao không thể trả lời vu vơ trên mạng như vậy được mà bạn phải đến và gặp ở đây sau đó khi bạn đến thì cái phần vong cũng sẽ đi theo và chúng tôi dùng cái phương pháp tâm linh ngoại cảm soi xem cái người bất tí trước khi chết có điều gì băn khoăn ân hận hoặc đau xót không hoặc sau khi chết đi thì cái thần thức của cái người chết ấy buồn khổ hay phiền não ra sao thì chúng tôi mới tư vấn cho bạn được vì mỗi một người mất đi là một câu chuyện riêng không ai giống ai do vậy không đem cái kinh nghiệm của gia đình này sang kinh nghiệm án vào gia đình khác chỉ cái nguyên lý là gì là khi chết đi đương nhiên cái phần linh hồn của người mất trong 49 100 ngày còn vẩn vương trong nhà là đấy là điều hầu hết. Và khi họ vẩn vương trong nhà thì đa phần là đau khổ nhớ nhung người thân và còn việc nữa là hàng ngày họ ăn uống, họ nói năng mình nghe được nhưng bây giờ chết rồi họ nói mình không nghe được Thế họ đã khổ lắm rồi Thậm chí họ cho là con cháu khinh khi không thèm nói chuyện Rồi đến bữa ăn Mọi người ăn mà không mời, không chào, họ không được dự Cũng là một trong vấn đề Như vậy để trong khi mới mất Là cái phần thần thức họ quanh quẩn ở nhà Và họ còn lưu giữ lại những tập quán Khi đang còn sống Nhưng vì cái thân không còn nữa Cho nên cái linh hồn vơ vẩn vào ra thì chào mình mình không trả lời, mình lại không biết họ là chào, bao nhiêu thứ thay đổi cho nên họ thấy buồn đau, đấy là chuyện đương nhiên. Thứ hai nữa là khi bạn mơ thấy thì cũng hai trường hợp. Một là do thương nhớ, mình thương nhớ người thân mà mơ thấy những cái ký ức còn lại trong người mình. Nó bức xúc ra trong khi chúng ta giấc mơ giấc mơ là cho chúng ta không tự chủ được Do cái sáu trần mắt tai mũi lưỡi ở trần gian nó xóa đi nhưng khi chúng ta ngủ ta nhắm mắt lại thì bắt đầu những cái đấy nó hiện lên tức là tái sinh trong đầu chúng ta ẩn hiện lên trường hợp thứ hai là do cũng có khi người âm về mách bảo như vậy có hai trường hợp một là do cái tình cảm của ta hai là do cái phần âm về mách bảo hai trường hợp đó không hiểu là nó ở dạng gì thì muốn biết nó là sự thật bạn phải đến cơ quan để kiểm định về mặt tâm linh còn cái trung quát nhất là khi người mất thì trong 49 một trăm ngày họ vẫn quanh quẩn trong khu vực trong nhà có những linh hồn là cầu siêu và khai thị thì họ biết rằng họ họ đã chết nhưng có trường hợp họ nghĩ rằng họ chưa chết và khi họ chưa chết thì họ chấp vào mọi thứ chấp vào lời ăn tiếng nói chấp vào đồ dùng đồ vật của nó và rất nhiều cái nghi thức khác để gây ra những cái bức xúc cho cái linh hồn người âm thế thì trường hợp của bạn chỉ có thể trả lời chính xác khi bạn đến cơ quan chúng tôi mà thôi cảm ơn bạn